giới trẻ bây giờ hay thật các bạn ạ. Cứ giản dối một chút là lại dán mắt vào cái màn hình. Thực sự không tốt một chút nào nha các bạn. Điện thoại là để giải trí, để học tập chứ không phải để mình lạm dụng. Thay vì cái thời gian sử dụng điện thoại này, chúng ta có thể chơi những trò thể thao vận động khác. Chính vì cái lý do đó mà hôm nay mình sẽ tổ chức một cuộc thi câu cá, mà không phải một cuộc thi câu cá bình thường, mà sẽ là 24 giờ câu cá theo phong cách Dubai và bình dân nha các bạn. Rồi tất cả tập hợp nào. Xin chào tất cả các bạn. Và tất nhiên rồi, bây giờ sẽ là chương trình thử nhân phẩm nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đảo đều mấy cái lá thăm này lên và cho mấy thanh niên này bốc để xem thử ai sẽ bị làm người hầu, ai sẽ được câu cá theo phong cách Dubai và ai sẽ là người câu cá theo phong cách nhà nghèo nha các bạn. Ok, để có bằng thì mình sẽ đảo đại lên, ai bốc trúng cái gì thì trúng. Ok, như đây là mấy cái lá thăm mình đã đảo lên xong. Ok, đầu tiên mời tôi cho cháu bốc trước nào. Điều béo nào. Rồi em. Rồi Thái Long. Ok, khui ra cho các bạn xem nhá. Wow, như vậy là Tuân Trẻ Châu được câu cá theo phong cách Dubai nha các bạn. Còn thanh niên long lé của chúng ta sẽ phải làm người hầu. Và Thái Zapper, đây Thái Zapper đây các bạn. Đấy, cũng sẽ làm người hầu luôn nhá. Người hầu 1 luôn, đây là người hầu 2. Còn biểu béo, ok, như vậy là biểu béo thì sẽ câu cá theo phong cách nhà nghèo các bạn ạ. Còn nam lầy của chúng ta thì sẽ là người hầu thứ 3 nha các bạn. Như vậy là ba thanh niên người hầu đứng qua bên đây nào. Đấy thì ba thanh niên người hầu này sẽ đi theo Tuân Trẻ Châu là câu cá theo phong cách Dubai để hầu hạ Tuân Trẻ Châu cho các bạn. Còn biểu béo thì câu theo phong cách nhà nghèo cho nên chỉ có một mình thôi các bạn ạ. Thì bọn mình sẽ bắt đầu thử thách vào lúc 9:01 ngày 13 tháng 7 nha các bạn. Và bọn mình sẽ hoàn thành thử thách vào 9:00 sáng ngày mai. Đấy ok, bây giờ thì bắt đầu đi câu cá thôi, let's go. Thì do Tuân Trẻ Châu câu cá theo phong cách Dubai thì các bạn có thể thấy đây là có người hầu đứng che dù cho Tuân Trẻ Châu ngồi câu cá ở hồ luôn. Và có người hầu thứ hai phục vụ Tuân Trẻ Châu cái việc đấy là gắn chùn vào cần câu và gỡ cá nha các bạn. Và ngược lại biểu béo câu cá theo phong cách nhà nghèo thì biểu béo sẽ phải tự làm từ A đến Z nha các bạn. Tự xỏ trùng, tự câu, tự gỡ cá. Và đặc biệt là không có người hầu che dù cho để câu cá. Cho nên nắng mưa gì thì biểu béo cũng sẽ cần phải ngồi ở đây để câu cá nha các bạn. Thế như vậy là cả hai đã bắt đầu đặt cần câu xuống nước rồi. Không biết là trong bao lâu thì mới có thể câu được cá đây. Một con cá nó kéo phao. Quay vô to chứ, quay vô. Ok, như vậy là mình cảm thấy rằng Tuân Trẻ Châu đã câu được một cá đầu tiên các bạn ạ. Như vậy là cá này hình như là cá chim hay sao á. Ok, vậy là Tuân Trẻ Châu đã câu được một con cá đầu tiên rồi nha các bạn. Người hầu của Tuân Trẻ Châu lại tiếp tục xỏ chùn vào và tiếp tục câu thêm lượt thứ hai nữa các bạn ạ. Ok, như vậy là Tuân Trẻ Châu lại tiếp tục câu được con cá thứ hai luôn các bạn ạ. Ui, con cá này thấy khá là khỏe luôn. Hình như cái hồ này là chủ yếu là cá chim nha các bạn. Choa giấy khỏe chứ kìa. Ui, dù nhìn to dữ. Coi thử nào. Ui, dù con cá này chắc là phải to bằng lòng bàn tay luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Cá chim này phải to bằng lòng bàn tay luôn á. Hình câu cá từ nãy giờ mà vẫn chưa có con cá nào mà Tuân Trẻ Châu câu được đến tầng 2 con cá. Một béo đi sao mà câu cá lại Tuân Trẻ Châu được. Tôi chỉ câu được một cá nó cắn khá là dữ dội luôn. Người hầu đâu giữ cá vô. Đấy, tôi sẽ Châu lại câu được thêm một con nữa. Nhưng mà là biểu béo đang ngồi cổ vũ nó sống đi. Biểu câu suốt từ sáng giờ chưa được con cá nào các bạn ạ. Còn Tuân Trẻ Châu thì con này là con thứ 5 rồi đúng không em người hầu? Dạ, con thứ 4. Con thứ 4 hả? Dạ. Chu sáng giờ câu vèo phát được 4 con cá to đùng luôn các bạn ạ. Ok các bạn ạ, thì hiện tại đang là 12 giờ kém rồi nhá. Thì mấy thanh niên này đang chuẩn bị ăn trưa rồi. Bây giờ quay cho Tuân Trẻ Châu vớt câu được thêm con cá nữa này các bạn. Wow. Các bạn đã có thể thấy ở bên ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa. Tại vì bây giờ đang là 12 giờ trưa mà chỗ mình nó đang bị kiểu như là ảnh hưởng quá thấp nhiệt đới á. Cho nên bây giờ trời đã bắt đầu mưa rồi. Tuân Trẻ Châu thì đang ngồi câu cá ở đây. Có người hầu mỗi lần câu cá lên là có người hầu gỡ cá rồi gắn mồi vào lại luôn các bạn ạ. Thì ở ngay bên cạnh đây thì
có một thanh niên người hầu của Tân Chị Châu. Em đang làm gì em? Dạ, em đang nướng thịt bò ạ. Nướng thịt bò cho ai? Cho Tân Chị Châu ăn. Cho Tân Chị Châu. Dạ. Đấy, các bạn thấy cô cá Dubai không? Ngồi đây chỉ biết nấu cho cá thôi. Có người nướng thịt bò cho ăn trưa luôn. Có người bóc mồi gỡ cá cho ăn luôn. Đây là câu cá phong cách Dubai. Còn đây là câu cá phong cách nhà nghèo cho các bạn. Đấy là chỉ có vài gói mì để ăn thôi và đang phải ngồi quỳ để câu cá các bạn ạ. Sao bị béo thấy câu cá theo phong cách nhà nghèo thấy như thế nào? Dạ vui ạ. À. Vui hả? Dạ. Chứ có ghen tị với lại phong cách Dubai ở bên kia không? Thì có do thiếu thốn đồ ăn. Thiếu thốn đồ ăn. Bên Dubai ăn đồ ăn ngon quá hả? Wow. Lại là một con cá chim tiếp các bạn ạ. Biểu béo kéo nhanh lên nào, không có nó sống mất á. À, một con cá khá là to luôn. Ôi, đánh sâu nữa. Chết rồi. Để đây mình ra. Ôi, mày mắc con cái ở đây. Anh Tuân ơi, em đã chuẩn bị buổi trưa xong rồi ạ. Ok, lấy cho anh đi. Dạ em xin lỗi ạ. Em sơ nước ạ. Chú, câu cá Dubai như thế này thì ai mà chả thích các bạn. Đấy, có đứa nướng thịt bò, đút thịt bò cho ăn rồi. Có đứa đưa nước dừa cho uống luôn. Tao Tân Chỉ Châu cảm thấy câu cá Dubai sướng không? Sướng phê. Nhưng mà quan trọng nhất á, muốn thắng cuộc để nhận được 2 triệu đồng á, thì vẫn phải câu được nhiều cá nhất thì mới là người chiến thắng chứ. Cái câu cá Dubai là nó chỉ là một hình thức, là khi câu cá thì sẽ có người phục vụ và ăn uống nó sẽ thoải mái hơn là câu cá nhà nghèo ở bên kia. Câu cá nhà nghèo ở bên kia thì chỉ có ăn mì tôm thôi, còn câu cá bên đây thì ăn đủ các loại món ăn hết. Câu cá thì đơn giản rồi. Dạ em mời anh Tuân ăn thêm miếng nữa à? Thôi anh không ăn được đâu, anh no rồi, anh cho phép mấy đứa ăn á, mấy đứa ăn đi. Dạ em cảm ơn ạ. Nè, một miếng của mày này Long. Cho mình câu cá theo phong cách nhà nghề nên mình chỉ ăn toàn là mì tôm thôi nha các bạn. Ok, như vậy là biểu béo câu được một cá chim nha các bạn. Đây này, đấy. Thì do không có người hầu cho nên mọi chuyện biểu béo đều phải làm một mình nha các bạn. Chứ nếu như Tuân Trẻ Châu mà Tuân Trẻ Châu có người hầu á, thì Tuân Trẻ Châu câu được cá lên là người hầu sẽ móc chùn và gỡ cá ra cho Tuân Trẻ Châu. Hoàng cá. Cá này là cá chim. Nhìn nó khá là bự luôn các bạn. Ngay sau biểu béo thì Tuân Trẻ Châu đã câu được một con cá, mà cá này nó khá là khỏe luôn kìa. Cá này hình như to hơn cá của biểu béo câu được rồi. Đâu, nó đâu rồi? Xong rồi. Nhưng chưa còn với Tuân Trẻ Châu. Như vậy là theo như mình thấy thì vẫn quan trọng ở cái kỹ năng hơn các bạn ạ. Wow, như vậy là Tuân Trẻ Châu lại tiếp tục câu được một con cá nữa. Nhưng mà mình không biết là lần này có bị sống không các bạn ạ. Đây, cẩn thận, kéo từ từ lên, không có sống ra bây giờ. Ok, lại là một con cá chim nha các bạn. Dường như được cái hồ này là cá chim khá là nhiều luôn. Để trong đồi. Rồi xong, cái thằng người hầu ngáo không chịu được. Câu được con cá mà mất luôn cái hú đựng chùn này các bạn ạ. Ok, như vậy là bị béo lại câu được thêm một con cá nữa các bạn ạ. Gọi là hồ này quá là nhiều cá luôn, cứ đặt xuống là cá đớp, đặt xuống là cá đớp. Bây giờ mình lại câu cá tiếp đi các bạn. Sống rồi. Chưa. Dực lên. Chua, các bạn, Tuân Trẻ Châu lại mới câu được thêm một con cá nữa các bạn ạ. Như vậy là buổi chiều ngày hôm nay, tính tới thời điểm bây giờ thì Tuân Trẻ Châu đã câu được mấy con cá rồi? Như là 4 con. Tuân Trẻ Châu câu được thêm buổi chiều ngày nay câu được thêm 4 con nữa. Ừ. Quá là gắt luôn. Ok các bạn ạ, thì do biểu béo câu thế nào mà bị con cá nó cắn đứt luôn cước, là mất luôn cái lưới câu rồi này. Đấy. Cho nên bây giờ mình sẽ cấp cho biểu béo một cái cần câu mới để biểu béo câu nhá. Ok, lấy cần câu này câu đi em. Đấy, trên đây là câu cá phong cách Dubai, có người hầu che dù luôn. Còn đây là câu cá bình dân, đi đâu cũng có một mình rồi các bạn ạ. Nhìn mặt biểu béo hài với cả trưởng luôn. Như vậy là mấy thanh niên này đang chuyển qua đây để câu ở bên hồ bên đây, để xem thử là hồ bên đây có cá lóc hay là cá gì không, chứ mình thấy hồ bên kia toàn cá chim không ạ.
phố bên đây nhìn thì có vẻ rộng hơn á, khá là rộng luôn. Vậy là Biểu Béo vừa mới đặt xuống, giựt lên, giựt ui dù cái này bự, cẩn thận, nhẹ nhàng thôi, cái này bự á, để mình hỗ trợ Biểu Béo luôn. Đưa, kéo vào đây em, kéo vào đây, kéo từ từ, à, nó bước ra rồi. Con cá này phải gọi là siêu bự luôn các bạn ạ. Hết rồi đúng không? Cá ở hồ này khôn quá các bạn ạ, nãy giờ nó cứ nhử chứ nó không có cắn các bạn ạ. Kéo nhẹ nhàng từ từ đó, nhẹ. Từ từ, nó còn khỏe, cho nó quậy cho nó yếu đi đó. Cầm thái. Cá này cá lóc ấy. Đấy mình biết ngay, cá chim hả? Cá chim đúng không? Nhưng mà cá chim này phiên bản to hơn các bạn ạ. Đây các bạn, như các bạn có thể thấy thì đây là sự câu cá khác biệt giữa câu cá Dubai và câu cá bình dân nhá. Câu cá Dubai thì có rất nhiều người hầu đi theo để phục vụ luôn. Còn câu cá bình dân thì chỉ ngồi có một mình để câu thôi các bạn ạ. Tôn Trẻ Châu lại mới câu được thêm con cá to nữa các bạn ạ. Chưa. Các bạn ạ, Tôn Trẻ Châu mới câu được cá này không biết có to như con hồi nãy không? Sống đi. Ok, như vậy là biểu... Sống, thêm một con cá chim nữa các bạn ạ. Thua tập sự rồi. Thua rồi hả Biểu? Dạ. Tao lại yếu đuối như vậy, con cá... Còn... Sống đi! Biểu Béo đang ngồi cổ vũ để sống các bạn ạ. Sống! Ôi ôi, vui lại nhanh em, to đúng luôn. Sau một hồi câu không được con cá nào thì bây giờ Biểu Béo đang câu được một con nha các bạn. Con cá này nó đang cắn chìm phao của Biểu Béo luôn này. Wow, thấy khá là mặn luôn. Ok, cho bạn là chúc mừng Biểu Béo lại có thêm được một con cá nữa. Sao nhìn nhiều quá? Đang trộm mà. Mày coi nó gọi man lên bắp này video. Như vậy là Biểu Béo cũng lấy ớt để câu cá luôn các bạn ạ. Bọn này chơi lầy thật, toàn cho cá ăn ớt thế này. Cá nó nóng rồi. Đúng rồi. Cái bên này nhấp một ghế. Mắn lắm á. Biểu Béo lại câu được thêm một con nữa các bạn ạ. Mồi. Công nhận là câu cái hồ này rực liên tục luôn các bạn ạ. Mày lên đi. Mất luôn con cá. Biểu Béo câu làm sao mà mất luôn cái lưới câu luôn hả? Dạ. Yeah. Uầy như vậy con cá này là cắn đứt luôn cái lưới câu này các bạn. Biểu Béo câu cá chưa hết một ngày mà Biểu Béo đã làm mất hai cái cần câu rồi. Hai cái xỉn luôn. Giờ là cá tới với ông tối rồi, đưa cầm này em cầm cho. Ừ, sáu giờ rồi. Thôi đồng nào anh cũng đói, lấy đồ ăn cho anh ăn đi. Thôi anh không ăn cơm được đâu. Bác cái khác cho anh ăn. Dạ em mời anh ăn cá cuốn ạ. Nhạt quá, chấm anh ít mắm. Thôi anh không ăn nữa đâu, no rồi. Tự nhiên cổ họng khát nước dữ ta. Ok, như vậy là mình đã uống no say rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục ngồi câu cá nha các bạn. Mày tin bốn thằng đẹp trai đập một thằng xấu trai không? Mình câu cá suốt từ tối đến giờ mà vẫn chưa có con cá nào. Chắc mấy con cá nó đi ngủ hết rồi các bạn. Thôi mà bây giờ mình cũng đi ngủ thôi.
mì bữa sáng cho anh ạ. À. Mời anh ăn sáng. Ủa mày cười gì vậy? Bộ mặt tao dính gì hay sao mà mày cười? Không có gì đâu ạ. Ok, bây giờ 8 rưỡi sáng rồi nha các bạn. Cho mình câu cá thân cách nhà nghèo á, nên mình sẽ không có người hầu để đánh răng hộ mình luôn nha các bạn. Nên sáng nay là mình sẽ không đánh răng luôn, mình tiếng Anh và ăn luôn. Ok các bạn ạ, như vậy là thời gian bây giờ đang là 9 giờ 21 phút ngày 14 tháng 7 nha các bạn. Ok, như vậy là Tuân Trẻ Trâu và Bỉu Béo đã kết thúc xong một thử thách 24 giờ câu cá theo phong cách Dubai và nhà nghèo các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra để xem thử là sau 24 giờ người nào là người câu được nhiều cá nhất nhá. Thì đầu tiên sẽ là thùng của Bỉu Béo. Thì ở đây mình sẽ xem thử nào. Một con này, hai con này, mấy con cá này như chết hết rồi các bạn ạ. Ba con này, tại vì sau 24 giờ các bạn cho nên mấy con cá này nó yếu nó chết hết rồi. Còn được có vài con sống à. Ba, bốn này. 5 con nha các bạn. Ok, như vậy là Bỉu Béo câu được 5 con cá. Còn đây là thùng của Tuân Trẻ Trâu. Đúng là thùng theo phong cách Dubai các khác nên thùng khá là to luôn. Tuân Trẻ Trâu thì có mấy con cá đang hấp hối này. Một con này, hai con này, ba con này, bốn con này, 5 con này, 6 con này, 7 con này, 8 con này, 9 con này, 10 con. Ok, như vậy là mình vừa mới kiểm tra xong thì Tuân Trẻ Trâu là người thắng cuộc trong cái cuộc thi 24 giờ đi câu cá nhá. Tuân Trẻ Trâu câu được tận 11 con, trong khi Biểu chỉ câu được có 5 con. Như vậy là Tuân Trẻ Trâu gấp đôi cái số cá mà Biểu sở hữu. Cho nên... Cá được đấy. Đây lại này. Ok, cho nên Tuân Trẻ Trâu sẽ là người chiến thắng trong cái thử thách câu cá lần này nha các bạn. Chúc mừng Tuân Trẻ Trâu. Và đây là số tiền 2 triệu đồng mà dành cho người thắng cuộc nha các bạn. Ok, thì clip của mình cũng sẽ dừng lại đây nhá. Nếu các bạn thấy video hay ấy, thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.